Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với cái chuỗi video chia sẻ kiến thức kinh doanh online thực chiến của chú Hùng Cường. Hôm nay trong cái video này, Cường sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái video để hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm bằng một cái app, một cái ứng dụng hết sức là tuyệt vời, đó là Viva Video. Đây là cái giao diện của cái ứng dụng Viva Video này. Thì để mà có được cái app này thì chúng ta sẽ cần, đầu tiên chúng ta sẽ cần phải tải nó về đã. Thì đối với cả các bạn sử dụng iPhone thì chúng ta sẽ sử dụng App Store, hay là nếu mà Samsung hay là Oppo như Cường đây đang dùng là Samsung thì chúng ta sẽ dùng CH Play. Thì chúng ta sẽ vào cửa hàng Play, CH Play để chúng ta tìm kiếm cái ứng dụng Viva Video này. Đó, chúng ta gõ chữ Viva Video. Thì đây là cái ứng dụng Viva Video, nó có hình ảnh đây. Đó, thì chúng ta sẽ cài đặt nó về. Sau đó, sau khi cài đặt xong thì nó sẽ ra cái ứng dụng như đây. Đó. Khi chúng ta có cái ứng dụng Viva Video này rồi thì chúng ta sẽ quay những cái video chăm sóc, hướng dẫn khách hàng chăm sóc cái quy trình chăm sóc da hay là từng sản phẩm một. Chúng ta chỉ cần quay cái quá trình chúng ta thực hiện các bước chăm sóc da, ví dụ như cái video này. Ví dụ như đây là một cái video của CEO, giám đốc kinh doanh Nguyễn Hiền. Đó. Sau khi làm ướt đều da mặt của mình, chúng ta sẽ rửa mặt. Và đây là lọ sữa rửa mặt của Dr. Lacy mà Hiền đang sử dụng. Đó. Hãy ấn 2 nhịp để lấy mọi người sẽ làm một cái video, làm một cái video về sử dụng các cái bước sử dụng và cái sản phẩm sử dụng như thế này. Sau đó thì Cường sẽ hướng dẫn các bạn cách để lồng tiếng và ghép nhạc ở cái video tiếp theo. Ok, bây giờ việc của các bạn là hãy cài đặt cái ứng dụng Viva Video về điện thoại của mình nhé. Rồi, chúc các bạn sẽ có được những cái video hết sức là chuyên nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.